Thần tài gọi tên, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vượt qua đại hạn, đón thời giàu sang, nếu biết được cơ mệnh này. Cuộc đời khổ tận cam lai, không bè không bạn không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình, Quý Sửu cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Hoan hỉ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Quý Sửu, nam mạng, đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, quý tín chủ tuổi Quý Sửu thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đã thấy được vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã được ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc, sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời được sống trong vinh hoa, phú quý, nhưng chỉ vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại, càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Và theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp có tuổi Quý Sửu, nam mệnh, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ đủ đường, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã bi ai một kiếp. Nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện, thật thà và kiên nhẫn, nên bước sang năm Giáp Thìn 2024 sẽ là lúc tuổi Quý Sửu đón nhận thiên cơ, thay đổi vận mệnh, chỉ cần nắm được ba cơ hội vàng này, là mọi khổ đau, nghèo đói trong đời này sẽ bay biến, mà thay vào đó là phúc lộc đề đa, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, vận trình của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, diễn biến ra sao? Trong năm Giáp Thìn 2024, bạn mệnh bước sang tuổi 52, cần lưu ý điều gì, làm sao để đón nhận ba cơ hội vàng phát tài cực mạnh, để giàu sang phú quý hơn người, thì xin mời quý tín chủ cùng theo dõi ngay sau đây. Thần tài gọi tên, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, năm 2024, vượt qua đại hạn, đón thời giàu sang, nếu biết được cơ mệnh này. 1. Thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng. Quý Sửu, sinh năm 1973, hay còn được gọi với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Năm sinh dương lịch, từ mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974. Năm sinh âm lịch, Quý Sửu, thiên can Quý, tương hợp Mậu, tương hình, Đinh, Kỷ, địa chi Sửu, tam hợp, tị Dậu Sửu, tứ hành xung, thìn Tuất Sửu Mùi, mạng tang Đố Mộc, gỗ thân cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà Thanh Đế, số quan Lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Nam mệnh tuổi Quý Sửu với nạp âm hành mộc, do can Quý Thủy, ghép với chi Sửu thổ, thổ khắc nhập Thủy, tức chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận. Cũng có may mắn nhưng vẫn lên được, phần lớn nhờ nghị lực, cộng sức phấn đấu của bản thân để vượt qua các trở ngại từ trung vận. Hậu vận an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Quý Sửu nam mạng có đầy đủ tính chất của can Quý, sống nhiều nội tâm, ngay thẳng, trầm lặng, mẫn cảm, gặp thời biến hóa như rồng. Chi Sửu, cần cù, chịu khó, nhẫn nại và kiên trì, cầm tinh con trâu, suy nghĩ chín chắn trước khi hành động nên dễ đưa đến thành công. Những người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh tang Đố Mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình, họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu nam mệnh lại có phần cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người, đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm, cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu nam mệnh khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Tuổi Quý Sửu, thiên can mang chữ Quý, có các sao Phá Quân, Cự Môn, Thái Âm, Tham Lang và Tứ Hoa, là người có nhiều tham vọng nhưng không dám đương đầu với sóng gió bởi bản chất hiền lành. Quý ông có sao Phá Quân và Hóa Lộc, muốn thành công thì phải cố gắng nhiều, vượt qua cảnh tiền hung, hậu kiết và phần phải có chí tiến thủ mạnh để vượt qua khó khăn.
Với thiên can mang chữ quý, ít ai phải vất vả cực khổ tấm thân. Nếu thuận xanh ban ngày vào hai mùa đông, xuân, cuộc đời sung sướng, nhàn an, có người con được cảnh vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Nghịch xanh, tấm thân tuy không vất vả, nhưng gia đình tình cảm không yên, tiền bạc vào ra thất thường. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị khổ cực, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Phải vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui, đặc biệt từ 52 tuổi. Tiền tài sự nghiệp của tuổi Quý Sửu bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời ấm no, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống nhàn hạ, cao sang quyền quý. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Quý Sửu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Quý Sửu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp giáp bình hòa, cuộc sống bớt vất vả, ít thăng trầm hơn trước mà cứ bình lặng trôi qua. Xét về địa chi, Sửu gặp thìn lâm cục diện phá thái tuế, có điểm báo thị phi, tranh chấp, thậm chí là vướng kiện cáo pháp luật. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều đạt được như ý nguyện. Tiểu kết, được ngũ hành tương sinh, nam mạng Quý Sửu, sinh năm 1973, sẽ có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn trong năm Giáp Thìn 2024 này. Mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn, tuy nhiên, thành bại vẫn do bản thân nỗ lực là chính, sự giúp đỡ của người khác chỉ là yếu tố phụ, gia đạo hay tiền bạc cũng ít phải lo toan. Thứ hai, xem tử vi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là một hung tinh, đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao kế đô như sau. Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 sầu bi khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vương mang có ngày, phòng người làm vấp rủi nguy, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. Nhìn chung, sao kế đô chiếu mệnh, nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông, nam giới gặp sao này, phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương. Chuyện thị phi hay bị nam giới HAI cần cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng mong một năm tốt đẹp thì hơn. Tiểu kết, có hung tinh xuất hiện nên bản mệnh có điềm báo hung họa về sức khỏe, trong năm chú ý việc đi lại kẻo va vấp, tai nạn, nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bản mệnh cũng nên cẩn thận trong giao tiếp, tránh thiệt thân hay bị lợi dụng, xuất hành đi xa cũng phải chú ý an toàn. Bên cạnh đó, để hóa giải vận hạn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Quý Sửu theo niên hạn là hạn địa võng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già, đa đoan. Viết về hạn này có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu. Vì những điều này nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều giữ, làm điều lành như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, khi mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống,
mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc hơn. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian. Thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc, thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Quý Sửu, nam mạng. Năm Giáp Thìn với tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, gặp vận niên, cầu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc. Báo hiệu một năm không mấy may mắn, kém sức khỏe, nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời cơ thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi, giữ gìn chữ tín với người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Quý Sửu, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Quý Sửu không phạm tam tai, không phải bận tâm đến vấn đề này. Kim Lâu năm 2024. Tuổi Quý Sửu không phạm Kim Lâu, có thể tiến hành xây dựng nhà hoặc cho người khác mượn tuổi để làm nhà. Hoang Ốc năm 2024. Tuổi Quý Sửu không phạm Hoang Ốc khi tiến hành làm nhà trong năm. Tiểu kết. Có thể thấy, nam mạng Quý Sửu, sinh năm 1973, không gặp hạn nào xét về tuổi âm lịch trong năm 2024. Nhờ đó bản mệnh có thể yên tâm đứng ra tiến hành việc đại sự trong nhà, như cưới hỏi của con cháu, mà không phải lo lắng gặp vấn đề gì bất lợi. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Quý Sửu, nam mạng. Dựa trên mối tương quan về can chi ngũ hành, giữa đương số và lưu niên năm Giáp Thìn, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mạng, mà định cát hung trên các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu năm 2024, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Quý Sửu, nam mạng, năm 2024 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, đặc biệt tháng 2, tháng 3, bản mệnh thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây phiền phức cho bản mệnh, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bản mệnh cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, Quý Sửu nam mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ không biết tiếp thu kiến thức không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đúng không ạ? Hãy tin rằng, sự cố gắng của bản mệnh sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ được quý nhân tương trợ, tuổi Sửu sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc. Lại thêm các tinh chính quan cho thấy, sự nỗ lực của bản mệnh luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bản mệnh có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Về phương diện tài lộc, xem tử vi năm 2024, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu, nam mệnh, cũng không mấy sáng sủa. Cục diện Sửu Thìn tương phá, khiến cho bản mệnh vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bản mệnh thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn. Đặc biệt là thời điểm đầu năm, công việc không đạt tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng đến tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh,
bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại, đẩy bản mệnh vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời nói mời gọi đầu tư của người khác. Đặc biệt, nếu đối phương là người bản mệnh không hiểu rõ, đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, có thể đó là cái bẫy kẻ xấu đã sắp đặt chờ bản mệnh nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiết kiệm, đề phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hợp hơn, chính tài cát thần, phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được đền đáp tương xứng, đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Quý Sửu nam mệnh nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi năm Giáp Thìn 2024 dự đoán, con giáp tuổi Quý Sửu nam mệnh nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Nhờ ngũ hành tương sinh mà cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước, người làm cha mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình mình. Về phương diện sức khỏe, may mắn nữa là người tuổi Quý Sửu không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm 2024. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bản mệnh Quý Sửu nam mạng nên nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết nhé. 4. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Quý Sửu, sinh năm 1973. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sau cái đô là sát thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực thì sao này cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những màu trắng, bạc, xám, ti. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần ra tai ương sẽ biến mất. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng. Về cách hành sự, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán, kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa, sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không này nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi xa, ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu, nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, nguy hiểm đến tính mạng, nên cần chú ý quý anh chị nhé. Quý vị thân mến, người thực sự có phúc thường có vẻ hết sức bình thường, họ có thể không đạt được nhiều thành tựu, cũng không có hào quang rực rỡ để người khác ngưỡng mộ. Họ không sống phù phiếm, cũng có thể không được quá nhiều người chú ý, nhưng cũng có lẽ vì thế họ mới sống trọn vẹn hơn, tận hưởng từng phút giây, hạnh phúc đong đầy, dễ tìm. Thật ra hạnh phúc luôn sẵn có, chỉ là tự chúng ta lấy tay che mắt, làm những điều không nên làm, nên mới mãi không nhìn thấy mà thôi, đặc biệt, ba đại kỵ dưới đây. 1. Khổ sở vì trò đỏ đen. Người thích cá cược, sớm muộn cũng đánh mất cuộc đời, bạn nghĩ rằng vận may sẽ đến với mình, có thể đổi đời bằng một nỗ lực duy nhất là trò đỏ đen. Nhưng thực tế, từ khi đặt chân vào con đường này, bạn đã không có đường quay đầu, số tiền bạn mất nhiều, nhiều lúc có thể hủy hoại cuộc sống của bạn trong hiện tại và tương lai. Cờ bạc hơn thua, rồi lại vay mượn, nếu may mắn không tìm đến, mất trắng tất cả. Trường hợp ngược lại, cuộc đời lên hương, nhưng liệu có thể vững bền dài lâu nếu bản thân không biết quay đầu là bờ. Song ngoài kia,
có mấy ai may mắn đến thế. Muốn giữ trọn hạnh phúc bên mình, tốt nhất không nên hơn thua trên ván bài, trận cờ, càng không được hơn thua với người khác trong cuộc sống. Để bản thân bị dồn ép trên bàn cân, một mất một còn, là điều khiến phúc đức bị tổn hại. Vậy làm gì còn tư cách để cả đời an yên? 2. Loay hoay vì tìm kiếm đường tắt. Xã hội ngoài kia, có bao nhiêu người mơ mộng về một đêm phát tài, họ không muốn làm việc chăm chỉ, mà chỉ muốn đi đường tắt để tìm đến cuộc sống giàu sang nhanh chóng hơn. Nhưng thực tế, đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào. Nhiều người lại không có nhận ra điều này, họ tham lam, muốn có nhiều thứ, trong khi bản thân không chịu bỏ sức. Rất nhiều thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể đạt được, đôi khi càng ham thành công lại càng phản tác dụng. Nhà văn người Áo nổi tiếng thế giới Stephen Jay có câu nói, tất cả món quà mà cuộc đời ban tặng đều kèm theo cái giá của nó. Vì vậy, đừng cố gắng đi đường tắt, trên đời này không có gì là miễn phí, người thực sự có phúc, luôn nỗ lực từng bước một. Đi chậm không thành vấn đề, chỉ cần vững bước, vững vàng thì luôn có thể đến được bến bờ lý tưởng. Điều cấm kỵ thứ ba, than thở quá nhiều. Sức người có lúc cạn kiệt, cũng có lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp những chuyện bất lực, không thể nhúng tay. Những lúc như thế, việc đổ lỗi hoàn toàn là không cần thiết. Cố gắng hết sức nghe theo số mệnh, chỉ cần lương tâm trong sáng, bình tĩnh đón nhận, thì mọi chuyện vui buồn cũng chỉ như nước chảy mây trôi. Điều quan trọng là chúng ta có thể học cách thay đổi tâm trạng của bản thân và theo kịp dòng chảy. Thay vì than thân số phận, hãy dành thời gian bắt tay vào việc thay đổi số phận, cải thiện cuộc sống. Hãy là một người không than phiền, quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí và lấp đầy trái tim bạn bằng ánh nắng và hy vọng, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tươi sáng hơn quý vị nhé. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Sửu, nam mệnh trong năm 2024 này. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy nghe chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt, hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại, mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái, nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn được nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ bị khiến người thương bên cạnh thức giấc. 16. Chỉ cần bàn chân của con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại. 17. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 18. Sở dĩ người ta đau khổ, chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 19. Nếu con không muốn giúp phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não,
vì chính tâm con không muốn buông xuôi nổi. 20. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra, có người không có chân. 22. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 23. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 24. Con phải luôn mở lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương con, phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 25. Sự chấp trước của ngày hôm nay, nó sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 26. Khi nào con thật sự buông xuống, thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 27. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 28. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 29. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 30. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 31. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 32. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 33. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tĩnh tâm mà an tịnh trong thiền, khai trí tuệ sẽ ra đi tìm bến giác. 34. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 35. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 36. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 37. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 38. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác, con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 39. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.